tạm biệt vận xui, bước sang ngày mùng 5 tháng 2 âm lịch năm 2024, những con giáp này sẽ chào đón may mắn, tài lộc và hạnh phúc đến với cuộc sống của mình. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong chương trình ngày hôm nay. Tình tiền đỏ thắm như son chính là cái cụm từ để mô tả cái cuộc sống của các bạn trong cái ngày mùng 5 tháng 2 âm lịch ngày Đinh Sửu này. Nếu như trong thời gian trước đây, các bạn cảm thấy dù có cố gắng bao nhiêu thì cũng dẫn đến tình trạng là sôi hỏng bỏng không, thì chỉ cần bước sang ngày mùng 5 tháng 2 âm lịch, mọi thứ cũng sẽ dần dần tốt đẹp trở lại. Trong ngày hôm nay, các bạn sẽ gặp được nhiều cái may mắn trong cái vấn đề về tài chính và sự nghiệp. Các hợp đồng lớn nhỏ được ký kết một cách nhanh chóng, đem về cho các bạn những khoản tiền tương đối lớn. Và không chỉ gặp vận may về tiền bạc, cái vận đào hoa nở rộ nó cũng sẽ giúp cho những người độc thân sẽ có cơ hội thoát ế. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong chương trình ngày hôm nay, ngày mùng 5 tháng 2 âm lịch, ngày Đinh Sửu. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn thì không ai khác đó chính là những người tuổi Tý. Những người tuổi Tý được cục diện là Tý Sửu là nhị hợp. Đó. Cái cục diện nhị hợp nó xuất hiện nó cho thấy những người tuổi Tý sẽ có một ngày làm việc nhiều cái biến chuyển tích cực. Có vẻ như ngày hôm nay các bạn sẽ vô cùng là bận rộn và hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ được giao. Mọi thứ nhìn chung thì đều nằm trong cái tầm kiểm soát của những người tuổi Tý. Bên cạnh đó, thần tài cũng sẽ mang đến cho những người tuổi Tý cái cơ hội kiếm tiền và làm giàu. Đấy. Nói chung ấy, các bạn đã chăm chỉ nỗ lực trong suốt thời gian vừa qua. Vậy nên là trong thời gian tới thì những người mà theo nghiệp kinh doanh buôn bán ấy, sẽ có một ngày buôn bán bội thu. Bản mệnh cũng có thể bàn tính đến cái việc mở rộng cái quy mô trong cái thời điểm cát khí đang vượng như này. Bên cạnh đó, cái cục diện nhị hợp nó cũng sẽ đưa đường chỉ lối. Nhân duyên của những người tuổi Tý thì cũng khá là tốt đẹp. Những người độc thân thì có nhiều cái cơ hội tìm kiếm được cái đối tượng ưng ý. Chỉ cần các bạn muốn thì sẽ có vô số cái vệ tinh nó vây quanh. Vậy nên các bạn hãy trân quý những cái người mình gặp. Nếu có dịp đi gặp mặt trò chuyện với nhau ấy, trong số đó sẽ có người phù hợp với bản mệnh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thêm nữa, trong thời gian này với những người tuổi Tý thì gia đạo bình an, vợ chồng thì đồng tâm hiệp lực tính đến cái chuyện mua nhà, mua xe, mua đất đai nhà cửa. Vì thế, một vài những mâu thuẫn xung khắc từ trước đó cũng sẽ sớm được hóa giải, mang đến cái không khí ấm áp, yên vui và hạnh phúc cho cả gia đình. Vậy nên, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, thì những người tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong ngày mùng 5 tháng 2 âm lịch kế Đinh Sửu ấy thì không ai khác đó chính là những người tuổi Tỵ. Quý vị đã biết ấy, trong ngày Đinh Sửu thì chúng ta có cục diện là Tỵ, Dậu, Sửu là tam hợp. Được cục diện tam hợp nó che chở, cái vận khí của những người tuổi Tỵ có những cái dấu hiệu tăng tiến đáng mừng. Công việc nhìn chung thì vẫn đang được các bạn giải quyết ổn thỏa. Con đường thăng tiến của những người tuổi Tỵ cũng đang được mở rộng ra từ đây. Các bạn chỉ cần chứng minh cho mọi người thấy cái năng lực và cái tiềm năng phát triển của mình trong tương lai mà thôi. Thêm nữa, cái cát khí lan tràn nó còn hỗ trợ cho những người tuổi Tỵ ở cái phương diện tài lộc. Nói chung ấy, trong ngày hôm nay, ngày mùng 5 tháng 2 âm lịch, thì được coi là một cái ngày mà những người tuổi Tỵ đón cái nguồn tài chính dồi dào nhờ chính các mối quan hệ làm ăn tốt đẹp của mình. Nhìn chung hôm nay các bạn sẽ bận rộn hơn thường lệ, có cơ hội kiếm bội tiền. Làm việc thì luôn chân luôn tay, nên là thu về không ít cái lợi nhuận. Thêm nữa, cái vận trình tình duyên của những người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay cũng được nở rộ. Cái mối quan hệ tình cảm thì phát triển ngoài cái sức mong đợi. Con giáp này biết mình đang thiếu cái điều gì và tìm kiếm những gì ở nửa kia, nên là không còn u mê tìm kiếm những người phù hợp trong vô vọng nữa. Vậy nên, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc tình duyên cho mình, những người tuổi Tỵ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ nhé. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 3
trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi Dậu. À, quý vị thân mến, những người tuổi Dậu cũng được cục diện là tị Dậu Sửu là tam hợp. Nhờ có sự xuất hiện của tam hợp cục mà ngày hôm nay khả năng xã giao của những người tuổi Dậu được phát huy cao độ. Nhờ vậy mà sẽ gây ấn tượng được với những người khác, xây dựng được những mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Đặc biệt, những người làm trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh, tiếp thị thì gì càng có lợi thế để phát triển cái sự nghiệp của mình nhiều hơn nữa. Thời gian này các bạn có thể sẽ thấy bận rộn hơn rất nhiều khi mà phải đảm đương nhiều cái trọng trách, ngày nào cũng phải căng sức ra mà làm. Nhưng mà cơ hội để thể hiện như vậy không nhiều, nên là các bạn hãy cứ tập trung hết sức. Đấy, chẳng mấy chốc mà những thành tựu cũng sẽ xuất hiện. Thêm nữa, trong ngày hôm nay nhân duyên của những người tuổi Dậu cũng khá là vượng, nhờ được cục diện ngũ hành tương sinh, Sửu Thổ sinh cho Dậu Kim. Vậy nên những bạn nào mà đang yêu thì có thể tính đến cái chuyện là kết hôn, hoặc là sớm dẫn đối phương về ra mắt gia đình hai bên. Vợ chồng kết hôn nhiều năm thì cũng nên thường xuyên hâm nóng lại các quan hệ tình cảm để cho mối quan hệ ngày càng được gắn bó, khăng khít hơn. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tăng hợp quý nhân tị Dậu Sửu để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 trong ngày 5 tháng 2 âm lịch ngày đi Sửu thì đó chính là những người tuổi Mão. Quý vị thân mến, những người tuổi Mão trong ngày hôm nay ngày đi Sửu thì được thiên ấn nó chiếu mệnh. Cái thiên ấn nó xuất hiện trong lá số tử vi của những người tuổi Mão, nó cũng báo hiệu con giáp này có thể gặt hái được nhiều cái thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Cũng bởi có tinh thần trách nhiệm mà những người tuổi Mão luôn nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, tạo dựng cái sự uy tín cho mình. Sự nghiệp tiến triển cũng thuận lợi, nó kéo theo cái thu nhập của bản mệnh cũng được đảm bảo và có xu hướng tăng tiến nhanh chóng. Nếu mà làm tốt trọng trách được giao, các bạn chắc chắn có thể sẽ nhận được những khoản thưởng nóng hay là tiền hoa hồng một cách xứng đáng, tài chính cũng được cải thiện một cách đáng kể. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay thì được gặp cục diện ngũ hành nó xung khắc, vậy nên cái phương diện tình cảm của những người tuổi Mão cũng không được suôn sẻ như ý muốn. Các bạn và người ấy sẽ gặp phải khó khăn trong việc trao đổi cái vấn đề thường ngày, do cái mối quan hệ nó còn tồn tại những khúc mắc từ trước đó, cãi vã có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì thế, để bảo vệ cái hạnh phúc của mình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc, thì những người tuổi Mão cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng nó được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp may mắn thứ 4. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 5 mà Tử Thông mới chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi Thân. Quý vị thân mến, trong ngày hôm nay thì những người tuổi Thân may mắn được chính tài nó trợ mệnh, nên con đường tài lộc khá là hanh thông, công việc thì thuận lợi. Nói chung, con giáp này có thể sẽ được giới thiệu cho những cái người tốt và những cái mối làm ăn lớn, hợp tác với những khách hàng đầy tiềm năng, lại có uy tín lâu năm, nên là cũng thu về một khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Trong thời gian này, với những người làm công ăn lương thì công việc của các bạn cũng đang tiến triển khá là ổn định, do con giáp này luôn không ngừng nỗ lực vươn lên, thêm cái ý chí mạnh mẽ nên là thường giành được cái ưu thế trong các cuộc cạnh tranh. Cấp trên cũng tỏ rõ cái sự hài lòng với cái sự cống hiến của các bạn, thì đây quả thực là một cái tín hiệu đáng mừng. Trong ngày hôm nay lại được cục diện ngũ hành tương sinh, Sửu Thổ sinh thân kim. Vậy nên cái phương diện tình cảm của những người tuổi Thân cũng khá là suôn sẻ. Con giáp này dù bận rộn với cái sự nghiệp cá nhân nhưng vẫn luôn biết cách cân bằng cuộc sống, không để nửa kia phải có cảm giác bị lạnh nhạt. Cách hành xử khéo léo của các bạn là chìa khóa giúp cho cái mối quan hệ đôi bên nó được kéo dài bền vững. Vậy nên để gia tăng thêm cái vận trình tiền bạc và may mắn về vận trình nhân duyên, thì những người tuổi Thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân. Đó là con giáp may mắn thứ 5.
Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 6 trong ngày hôm nay không ai khác, đó chính là những người tuổi Hợi. Ở trong cái ngày đi xỉu này, những người tuổi Hợi được cục diện là Hợi, Tý, Xỉu là Tam Hội. Nhờ cục diện Tam Hội nó che chở mà những người tuổi Hợi có điềm báo được quý nhân giúp đỡ, có người chỉ đường dẫn lối trong công việc nên là sẽ tránh được những cạm bẫy, đạt được những thành tích tốt. Nhưng dù có đạt được những lợi thế lớn lao thế nào đi chăng nữa thì các bạn cũng không nên sinh ra tự mãn, hãy luôn khiêm tốn để ngày càng hoàn thiện và phát triển xa hơn nữa. Tận dụng các khí ngày hôm nay, những người tuổi Hợi có thể nhanh chóng tiến hành những cái việc là thực hiện hóa kế hoạch đầu tư, sẽ thu được cái nguồn lợi nhuận đáng kể. Bên cạnh đó thì các bạn còn được tặng thưởng hoặc là may mắn trúng được những món tiền đấy, như là gì, trúng số đời đời, quả là một ngày cực kỳ may mắn với những người tuổi Hợi. Thưa quý vị, đôi khi trong ngày hôm nay những người tuổi Hợi có bận rộn tất bật một chút trong công việc, đôi khi các bạn phải chạy đôn chạy đáo lo lắng công việc này kia, nhưng mà cái kết quả đạt được cũng hoàn toàn xứng đáng với cái công sức mà các bạn bỏ ra. Nói chung đây là cũng là một cái thời điểm tốt để các bạn tiến hành những công việc quan trọng đấy, và tỷ lệ thành công cũng cao đấy. Vậy nên là các bạn nên để sắp xếp chỉnh lý lại mọi thứ, làm việc có kế hoạch cụ thể, tránh để xảy ra những cái sai sót trong công việc. Bên cạnh đó thì trong ngày hôm nay về cái phương diện tiền bạc tài lộc, nói chung ấy, những người tuổi Hợi sẽ có cơ hội làm quen được với nhiều người giàu có quyền thế, sẽ hỗ trợ các bạn về mặt tiền bạc để phát triển cái việc kinh doanh buôn bán. Quý vị có thể tận dụng cái cơ hội này để mở rộng cái quy mô công việc hiện tại, đừng có do dự quá lâu nhé. Thêm nữa, cái nhân duyên của những người tuổi Hợi với những người khác giới trong thời gian này cũng khá là tốt. Những người độc thân thì chủ động tham gia vào các hoạt động tập thể, tiệc tùng, cơ hội gặp được đối tượng ưng ý rất nhiều. Tuy nhiên, mọi chuyện nên diễn ra theo đúng cái tuần tự của nó. Các bạn nóng vội mà đốt cháy giai đoạn thì rất dễ hỏng việc. Vậy nên, để bảo vệ cái hạnh phúc của mình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc, thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi, đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái ngày hôm nay, ngày 5 tháng 2 âm lịch ngày đi xỉu. Và trong ngày 5 tháng 2 âm lịch chúng ta sẽ có 6 con giáp được lộc trời cho, được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Đó là những tuổi sau: 1 là tuổi Tý, 2 tuổi Tỵ, 3 tuổi Dậu, 4 tuổi Mão, 5 tuổi Thân và 6 là những người tuổi Hợi. Đó là 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.